phần mặt trời còn đang say giấc thì mọi người đã bắt tay vào lao động. Tối đến, tất cả lại quây quần bên chén rượu cần, vui vẻ ca hát, say sưa nhảy múa bên bếp lửa hồng. Thật yên bình thay, hạnh phúc thay, tất cả những no đủ, những sung túc có được ở ngôi làng này ngày hôm nay cũng chính là nhờ sự khôn khéo, tài ba của người tự trưởng trẻ năm sau. Làng ta, rể ta, tất cả, tất thảy đều mất mùa, hạn hán. Cái năm nay, làng ta phải chịu cảnh đối khổ thôi, tổng trưởng ơi. Vì thế thì chứ, ta vừa nhận được tên mà. Được rồi, người hãy mau đi gặp anh em, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ. Vâng ạ. Tại sao làng ta năm nay lại bị mất mùa hạn hán chứ? Không lẽ ta là người đắc tội với thằng lũ sao? Chuyện ơi! Làng ta năm nay là bộ có mùa hạn hán luôn. Cái thằng này ta phải làm sao mà lại lấy? Cách khi thằng số 4 đã ghé, cách khi thằng mặt trời đến nhà số 4 thì ta sẽ gọi về. Đến giờ đây rồi, tổ trưởng ơi! Ở nhà cũng lấy người sức khỏe nhé. Mọi người ơi, khi tôi không có ở nhà, nhờ mọi người chăm sóc thai nhị của tôi dùm nhé. Tôi sẽ sớm mấy tin vui về thôi. Tôi đi đây. Lúc lại cách xa làng lâm, xa như phải vượt qua bao quả đời, xa như phải băng qua hai ngọn núi, đang xanh đi mà lòng vẫn vui vấn nàng nói vậy. Nàng lâm xanh đỡ tiếng người giàu có, chúng thật và bình sinh. Trong buồn còn có đàn của tên tù trưởng sắc mà tao mà say. Hắn hay lừa lúc đâm xăng cùng các nô lệ lên rẫy, ra sông lập lụng là kéo người tới cướp phá buôn làng của chàng, bắt ngôi nhị của chàng về làm vợ. Quân mà tao mà say đã đông lại hiếu chiến, có gạo cướp gạo, có lúa cướp lúa, chúng khiến cho làng của đâm xăng đang thịnh vượng phồn vinh bỗng chốc trở nên hoang tàn ảm đạm. Ai ơi, sao nghe hơi to? Quay, quay, tự nhiên, để tao xuống. Đừng có mình làm lén tao đó.
đến cả con heo của nhà ngươi ta còn không mềm đâu, thì bắt gì ta phải đâm ngươi như ngươi đang sốt chứ. Đó, để ta xuống, tôi không được làm mấy ta đó. Hôm nay sẽ là ngày tay của nhà ngươi. Hay không, tao lên đi ta. Thank you.